Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Giang Nam Audio lại lên sóng để giới thiệu đến anh em một cái cặp loa, gọi là một cặp loa rất là huyền thoại. Đấy. Một cặp loa của hãng Fortech, loa toàn giải anh em nhé. Và cặp loa này có model là Fortech 203E, là một cặp loa toàn giải bass 20, loa có phễu. Và đặc biệt cặp loa này là về bên em trong tình trạng là thùng zin, loa zin. Và loa thì cực kỳ đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Và những cái hình ảnh của loa thì em đã có tháo chụp đàng hoàng cụ thể rồi. Anh em ở trong cái video này thì em chỉ test chất âm thôi, chứ em không có tháo ra để quay nữa. Mà anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ với số với em, thì em sẽ có những hình ảnh cụ thể gửi anh em chi tiết luôn. Đấy. Và cặp loa này hiện tại em đang bán với giá là 5.600.000 đồng. Một cặp loa thùng zin, loa zin rất là đẹp, và với ở mức giá là 5.600.000 thì nó gọi là rất là rẻ anh em nhé. Bởi vì riêng cái cặp cũ này người ta ngoài thị trường người ta bán rất là cao rồi. Đấy. Và cặp loa này về bên em trong một tình trạng là zin đẹp xuất sắc, thùng quách rất là đẹp, và đặc biệt cặp củ loa đẹp như mới luôn anh em nhé. Màng loa đẹp như mới luôn. Đấy. Và em bán với giá 5.600.000 để anh em chơi một cặp loa rất là hay. Và sau đây em sẽ test một đoạn chất âm anh em nghe thử nhé. Em đang kết nối cặp loa này vào với cái bộ này anh em nhé. Bởi vì cái loa toàn giải thì em không ghép bộ này được. Em đang ghép với bộ Technic. Dài tay em mây thoáng mắt xanh sao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hút hồn cho mắt thêm sâu. Chợt hồn xanh buồn cho mình xót xa. Chiều nay còn mơ sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui, làm sao có nhau hẳn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa. Nói chung là cái dòng Fortech thì nó là nó huyền thoại rồi, trong cái dòng tầm trung tiền thì nó là huyền thoại rồi anh em nhé. Bởi vì nó rất rẻ tiền mà nó rất là hay. Đây là cái dây em đấu từ đây ra nhé anh em nhé. Đấy, em đấu với bộ Technic này. Em quay trực tiếp như thế này ra anh em rõ hay không, anh em bảo là test loa khác. Đây, cái loa đây em đang test đây. Đây cặp Fortech và một cặp loa rất là đẹp anh em nhé, thùng gỗ lạ siêu đẹp luôn, loa zin thùng zin, và em bán với giá 5.600.000 thì anh em cứ tham khảo trên các cái trang mạng anh em biết cái giá của nó rồi. Một cặp loa siêu đẹp luôn, anh em cần xem hình ảnh cụ thể thì cứ inbox với em nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em.